gì đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây các em ơi. Ô này, wow, một chiếc xe, ô đẹp quá, xe đồ chơi đẹp quá, xe cẩu mọi người ơi. Hôm nay vô tình ra vườn lại nhà được một chiếc xe rồi, đẹp chưa này các em ơi, xoay được luôn này. Đó, cẩu cái này lên chậm. Ô, hôm nay nhà được xe cẩu, ui bên cạnh này. À, ui này đồ chơi này nhiều chưa? Đây các em thấy không này, nhiều chưa? Cá sấu này, xe ben này. Ô, xe ben. Cá sấu này, à, cá sấu này được buộc ở trên xe cần cẩu luôn. Ô, này, đẹp chưa, thú vị chưa các em ơi? Đây, đó, đây. Ô, bên trong này còn có gì đây? À, rất nhiều đồ chơi luôn nhá. Đây, 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 xe container này, đó. Đây, xe gì đây? Cái container cho chở những cái xe nhỏ nhỏ này đi. Đấy, ô, hôm nay thành quả thu được lớn, thú vị quá mọi người ơi. Đây, xe đây, đây, xe xúc luôn này. Đó, xe xúc nhá. Nén, xe xúc đất đó mọi người ơi. Đấy, đẹp quá đi, đồ chơi đẹp quá đi. Ủa đấy, xe tăng này mọi người ơi. Xe tăng ai còn buộc dây, bạn nhỏ nào buộc dây vào đây trời. Đấy, buộc dây để kéo đây mà. Đấy, đó, thành quả hôm nay thu được rất là lớn nhá. Bên trong này còn có gì nữa? Xe múc này. Đấy, xe múc này. Đó, cái xe múc này bị tung ra rồi. Đây, ráp lại. Đây, ráp lại. Đấy, xem ạ. Đấy, khó quá ta. Đấy, đấy, được rồi nhá. Xe múc này đã ráp lại được rồi nhá. Đấy, đó, em thấy không? Đấy, đấy, rất đẹp nhá. Đấy, bên trong này. Đấy, xe người nhện này. Nên. Chào mọi người đi, chào mọi người nha. Đây rồi. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đấy, đổ hết ra xem sao này. Đấy, rất nhiều đồ chơi nhá. Bạn nhỏ nào chơi xong mà để đây thế này trời. Vô tình đi ra vườn mình nhặt được rất nhiều đồ chơi. Đấy, đó các em thấy không? Rất nhiều đồ chơi luôn nhá. Thú vị quá, hấp dẫn quá đi. Toàn đồ chơi đẹp thôi mọi người ạ. Đây, đây này. Ấy, siêu nhân. Siêu nhân cho đứng ở trên này mới hoành tráng. Ở đây các xe nhỏ, hai xe nhỏ nữa này. Đó, cho trên này hết luôn, được xếp trên này hết luôn. Đó. U, siêu nhân rơi mất rồi, gió rơi mất rồi. Này các em thấy không này? Ờ, hôm nay nhặt được rất nhiều đồ chơi nhá, toàn đồ chơi thú vị thôi. Đây cho siêu nhân đứng vào đây. Ấy. Thú vị chưa các bạn nhỏ ơi? Rồi các em nhớ đăng ký kênh của anh để xem những video hấp dẫn tiếp theo nhá. Toàn là đồ chơi đẹp thôi. Đồ chơi rất là đẹp luôn. Đó, cho đứng trên đó đi. Đó. Đó, ai húc cho ngồi đây. Đấy. Húc ngồi đây đi. Đấy, húc ngồi đây cho dễ nhá. Rồi, anh kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn các em đã theo dõi video của anh nhá.